các bạn đến với Mimin Tarot. Mình đã quay trở lại với một video với chủ đề đó chính là thông điệp từ thiên thần hộ mệnh của các bạn. Đây là một video được yêu cầu từ một bạn đây và mình cảm thấy cái chủ đề này lâu lâu rồi cũng chưa làm, nên mình quyết định là sẽ làm ngay. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ở đây là 3 tụ bài 1, 2, 3. Ok, bạn có thể chọn theo hình ảnh hoặc chọn dựa theo cái con một con số 1, 2 hoặc 3 nào đó. 1, 2, 3 trong một con số trong 1, 2, 3. Nói chung mình khuyên các bạn thì thường là nên chọn duy nhất một tụ thôi. Trừ trường hợp bạn cảm thấy nó không đúng lắm thì bạn có thể là chọn sang tụ thứ hai. Còn đừng cố gắng chọn nhiều tụ quá, bởi vì nó sẽ rất là gây những cái tình trạng mâu thuẫn trong những cái thông điệp đó. Và thật ra đôi khi có những cái tụ bài mà mình cảm thấy là cái thông điệp đó không phù hợp với mình lắm á. Thật ra thì bạn cần phải xem xét một cách cởi mở rõ ràng hơn, là đôi khi có thể ngay thời điểm hiện tại bạn xem nó chưa đúng, nhưng có thể thời điểm tiếp theo nó sẽ đúng. Đấy, có rất là nhiều thứ nó cần có thời gian để chiêm nghiệm. Thì mình thấy là bạn nên đón nhận mọi thứ một cách thật là cởi mở. Và chúng ta sẽ đến với cái tụ bài đầu tiên nhé. 1, 2, 3. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó chính là thiên thần hộ mệnh của bạn ấy, họ muốn nhắn gửi điều gì đến bạn? Thì đầu tiên các bạn có lá Brown, thì có thể nói rằng là họ cực kỳ tự hào với tất cả những gì các bạn đã trải qua. Cho dù thời điểm hiện tại bạn cảm thấy thất vọng về bản thân của mình đến đâu đi chăng nữa, cho dù thời điểm hiện tại bạn có thành công, có thất bại, có tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa, thì họ thực sự vẫn luôn rất rất tự hào về bạn, tự hào về tất cả những điều bạn đã trải qua. Và bạn có thể tiếp tục mạnh mẽ cho đến thời điểm này, cho đến ngày hôm nay, thì họ cực kỳ ghi nhận toàn bộ sự nỗ lực và cố gắng của các bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và họ tự hào về bạn rất là nhiều. Rồi, đấy là thông điệp đầu tiên. Thông điệp thứ hai đây thì mình thấy rằng là dường như bạn đang vướng phải một cái sự vương vấn nào đó, một cái câu chuyện cũ nào đó. Và mình thấy rằng là bạn thời điểm này có lẽ là đang trong một cái giai đoạn chuyển hóa rất là mạnh mẽ. Có thể thời điểm vừa qua trong cuộc sống của bạn có thể đã xảy ra những cái điều không vui liên quan đến công việc, tình yêu hoặc gia đình. Có những bạn thì chia tay những mối quan hệ lâu năm, có những bạn thì gia đình xảy ra những biến cố hay là công việc của bạn có vấn đề. Nhưng mình thấy nó có thể nghiêng hơn nhiều hơn về cái việc đấy chính là có thể là nó là một cái tình yêu nào đó nó không thành. Và mình thấy rằng là bạn đã rất là chật vật khó khăn để có thể bước từng bước tiến lên phía trước đó. Và những thiên thần hộ mệnh ấy muốn spoil, muốn kiểu giống như là muốn cho bạn xem trước, mở ra cho bạn xem trước một cái đoạn của tương lai, rằng là bạn hãy đưa ra một cái quyết định quan trọng ở thời điểm này. Đó chính là hãy triệt để buông bỏ những thứ cũ, triệt để buông bỏ những thứ thuộc về quá khứ. Mình thấy thời điểm này nó vẫn là một điều gì đó gánh nặng trên lưng của bạn. Bạn vẫn cảm thấy rằng rất là khó khăn và chống chọi. Thậm chí bạn đang đi ngược lại với dòng chảy, kiểu như bạn ăn vạ vũ trụ lại, bạn không tin vào sự thật này. Bạn khó chịu, bạn dãy dụa, bạn không chấp nhận được sự thật rằng là đã đến lúc cái điều kia nó cần phải kết thúc rồi. Thì hãy biết rằng đây là một a hidden gift, đây là một món quà được ẩn giấu đằng sau những cái nỗi buồn của các bạn, đằng sau những cái điều tồi tệ. Thế nhưng mà như rất là nhiều những cái thông điệp mà mình đã từng nói, đây là đôi khi chúng ta không có được thứ chúng ta muốn, đó là cách mà vũ trụ bảo vệ chúng ta, đó là cách mà mình hay nói rằng là ông bà đang gánh còng lưng đấy, kiểu như thế, để chúng ta khỏi phải đi vào một cái nỗi đau nào đó nó kinh khủng hơn. Cho nên mình thấy rằng là hãy biết rằng có kết thúc thì cũng sẽ có khởi đầu. Lâu lâu rồi mình mới bắt gặp một cái năng lượng như thế này, đó chính là các bạn sẽ bước qua một cái giai đoạn có cái sức chuyển hóa cực kỳ mạnh mẽ. Bạn sẽ giống như một cái con phượng hoàng lửa ấy, mặc dù là cái quá trình thiêu nó để nó trở nên tốt đẹp hơn ấy, để nó trở nên đẹp hơn ấy, thì nó rất là đau đớn. Thế nhưng mà bạn hãy chấp nhận cái sự đau đớn này, hãy chấp nhận sự thật này để tiếp tục tiến lên phía trước ở đây. Và mình thấy rằng là có rất là nhiều cái sự lựa chọn tốt hơn đang chờ các bạn phía trước, và mình thấy nó đang đến với cuộc sống của các bạn rất gần rồi, và nhanh thôi bạn sẽ nhận được cái sự lựa chọn đó. Và ở đây á, mình thấy rằng là bạn là một cái người suy nghĩ rất là nhiều. Ở những thiên thần hộ mệnh họ thấy rằng là bạn là một người suy nghĩ rất là nhiều, và đôi khi thì cái việc suy nghĩ đấy ấy, nó giúp bạn phân tích được cái vấn đề một cách toàn diện nhất. Nhưng mà đôi khi các bạn sử dụng cái sự suy nghĩ đấy của mình nhiều quá, nó khiến cho các bạn rơi vào trạng thái bế tắc và tiêu cực đó. Cho nên là hãy thả lỏng hơn ra một chút nữa. Và mình thấy là đối với cái ai đó mà điều đó, ai đấy hay là cái điều gì đấy đã đang làm cho các bạn cảm thấy buồn bã, cảm thấy thất vọng, cảm thấy vô cùng là đau đớn ấy, hãy biết rằng là nó không phải là thứ thực sự thuộc cho bạn, dành cho bạn, nó không phải là thứ tốt nhất dành cho các bạn. Mình thấy cái người đấy họ thực sự không tốt với bạn đâu.
hãy nhìn thẳng vào cái sự thật như thế. Có thể là các bạn vì cái cảm giác bị nghiện ngập này, bị codependency, bị phụ thuộc vào người ta, cho nên là khi mà họ rời khỏi cuộc sống của các bạn cảm tưởng như cuộc sống của mình nó sụp đổ. Thế nhưng mà chúng ta phải càng đi sâu hơn trên những cái chặng đường, trên cái hành trình tiếp theo, chúng ta cũng ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta mới cảm thấy là ôi cảm ơn, bởi vì ngày đó tôi đã dừng lại, bởi vì ngày đó câu chuyện này nó đã kết thúc để tôi có thể có một cái cuộc sống tốt hơn, để tôi có thể thay đổi mọi thứ tốt hơn. Cho nên là hãy tiếp tục nhìn lên và tiến lên phía trước. Thêm vào đó, ở đây những thiên thần hộ mệnh cũng nhắn các bạn rằng đấy, đừng để cho cái lòng kiêu hãnh của các bạn nó kéo các bạn ở lại phía sau. Tức là sao, nếu như bạn buồn, bạn khóc, bạn khó chịu hay gì gì đó, hãy cứ thể hiện ra, hãy hỏi đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đừng cảm thấy rằng là mình sẽ cảm thấy rất là xấu hổ nếu như mình chia sẻ những cái điều này cho những người khác, họ luôn luôn ở bên cạnh và sẵn lòng bao dung chia sẻ với các bạn. Còn với một ai đó họ đã từng yêu bạn ấy, thì họ vẫn còn yêu bạn. Tức là cái tình yêu đây nó là cái tình yêu kiểu yêu những cái kỷ niệm, yêu cái thời điểm mà hai người đã đến với nhau, hai người cũng đã có một cái khoảng thời gian thực sự thật lòng với nhau. Thế nhưng mà bởi vì một điều gì đó mà hai người không thể tiếp tục đến được với nhau ấy, thì mình thấy rằng là đã đến lúc để các bạn bỏ nó đi và tiến lên phía trước. Có there something better, có rất là nhiều những cái sự lựa chọn mới tốt hơn đang đến. Và mình thấy ở đây có rất gần nữa thôi, sẽ có người bước vào trong cuộc sống của các bạn. Người này đang phi nước đại đến cuộc sống của các bạn rồi. Người này có thể có khoảng cách địa lý với các bạn, hoặc là khi mà bạn chuyển nhà, chuyển việc, hay là chuyển một cái gì, chuyển nhà, chuyển việc này, chuyển nơi ở này, hoặc là có thể là bạn đi đâu đó, hoặc người này họ sẽ là cái người từ xa đến trong cuộc sống của các bạn. Đấy, đại loại là như thế. Mình thấy có một cái sự di chuyển để hai người có thể gặp được nhau. Và mình thấy là bạn đang ở trong một cái giai đoạn chuyển hóa mạnh mẽ như thế này, thì bạn sẽ trưởng thành mà thôi. Bạn sẽ trở thành cái con phượng hoàng lửa tuyệt vời nhất, mạnh mẽ hơn, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, bạn sẽ kiên cường hơn. Cái điều gì mà không giết được chúng ta ấy sẽ khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Và những thiên thần hộ mệnh ấy, họ cực kỳ tự hào về cái hành trình này của các bạn, cực kỳ tự hào về cái sự mạnh mẽ và không gục ngã này của các bạn. Mặc dù là có thể ban đầu bạn cũng sẽ quẫy đuôi, bạn sẽ kiểu phản đối, bạn sẽ không đồng ý với cái con đường này đâu, nhưng mình thấy đến cuối cùng bạn sẽ đưa ra một cái quyết định quan trọng cho bản thân. Và đây là một cái quyết định đúng đắn, đó chính là buông bỏ cái cũ, tiến đến với cái cuộc sống mới. Và ngay sau đó thì có người bước vào trong cuộc sống của các bạn. Người này có thể là một người rồi có những bạn là người nước ngoài này, có những bạn có khoảng cách địa lý này, hoặc là cái người này là một cái người có cái văn hóa khác bạn một chút, cũng có thể là nhiều chút. Rồi có thể người này da trắng kiểu vậy, da của họ sẽ trắng hơn. Và ở đây các bạn có lá Roman, tức là thần Covid sẽ dương cung lên và chuẩn bị bắn cái cung tên vào mông của các bạn rồi đây, chuẩn bị tình yêu lại, chuẩn bị sắp gõ cửa đây. Đó, thế cho nên hãy biết rằng những thứ đó đã qua, nó chỉ là một cái món quà được ẩn giấu thôi. Đã là món quà thì nó chắc chắn là sẽ tốt, nó sẽ kiểu mọi người mong muốn cái món quà thì mọi người biết là thường nó sẽ đem đến cho bạn niềm vui, đúng không? Thế nhưng nó lại là một món quà bị ẩn giấu, có nghĩa là cái niềm vui đấy bạn chưa cảm nhận được ngay, mà bạn sẽ cảm nhận nó trong cái quá trình mà bạn tiến lên phía trước. Rồi, tiếp theo nữa nhá. Mình thấy là bạn cần phải buông bỏ, thứ nhất là cái lòng tự cao, tự tôn của bạn nó cao quá. Nếu như bạn buồn bã, bạn mệt mỏi, bạn muốn gục ngã, bạn hãy sẵn sàng tâm sự với những người khác. Còn đâu mình thấy bạn chỉ nghĩ trong đầu nhiều thôi. Tất cả mọi thứ nó diễn ra trong đầu của bạn rất là nhiều, mà nó thiếu đi cái sự chia sẻ với những cái người khác. Bạn chia sẻ đi, bạn sẽ vơi đi được những cái nỗi buồn. Và thông qua những cái cuộc câu chuyện nói chuyện này nhá, bạn sẽ ngộ ra được nhiều vấn đề. Đột nhiên bạn khi mà bạn kể lại một cái vấn đề gì đó của bản thân ấy, đột nhiên bạn sẽ ngộ ra được cái bài học cho bản thân của mình. Đó. Và mình thấy là bạn cần phải buông bỏ cái gánh nặng này đi. Quyết định thôi, quyết tâm thôi, tiến lên phía trước thôi. Rồi, thông điệp dành cho tụ bài số 1 nha. Thông điệp dành cho tụ bài số 1 nào. Yeah, surrender to the divine. Những thiên thần hộ mệnh của các bạn nói rằng là hãy đầu hàng vũ trụ, hãy đầu hàng những cái kế hoạch cao cả, cao hơn, lớn hơn dành cho các bạn. Chúng ta không có tầm nhìn của vũ trụ, không có tầm nhìn của những thiên thần hộ mệnh. Họ có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn chúng ta. Đó, họ biết đâu sẽ là cái người phù hợp nhất với chúng ta, đâu là cái người thực sự sẽ đem đến cho chúng ta cái điều tốt đẹp hơn. Còn nếu như các bạn còn cố chấp thì các bạn sẽ cứ tiếp tục chìm đắm trong những cái nỗi buồn, những cái nỗi đau đó của chính bản thân của các bạn thôi. Cho nên là mình thấy là
hãy để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên. Bởi vì mình thấy bạn đang dãy giụa, bởi vì mình thấy bạn đang chống lại mọi thứ, bạn không tin mà bạn phủ nhận hoàn toàn tất cả những thứ đang diễn ra ở đây. Bạn không chấp nhận rằng là tôi và cái tình huống đấy nó đã kết thúc rồi. Đó, bạn cứ hy vọng rằng là người đấy sẽ lại yêu bạn một lần nữa, người đấy sẽ quay trở lại trong cuộc sống của bạn lần nữa, mọi thứ sẽ quay trở lại từ đầu một lần nữa. Nhưng mà câu trả lời đây là không. Và có thể ngay bây giờ bạn chưa hiểu được điều này. Thế nhưng mà thời điểm tiếp theo á, mình tin là các bạn sẽ hiểu ra được cái vấn đề. Thông điệp dành cho tụ bài số 1 nè. Mọi thứ đó không có gì là quá là nguy hiểm. Hãy hope, open your heart. Không có gì là nghiêm trọng ở đây cả. Tức là sao? Tức là bạn rồi sẽ đứng lên, bạn rồi sẽ vượt qua. Có thể bạn nghĩ rằng không có người đấy chắc mình không sống nổi, cuộc đời của mình không còn cái ý nghĩa gì cả, kiểu như thế. Nhưng nó không nghiêm trọng đến cái mức độ như thế đâu. Bạn rồi sẽ lại yêu, bạn sẽ lại mở cửa để đón nhận những cái điều mới tốt hơn đang đến thôi. Và open your heart. Hãy mở cửa trái tim của bạn để đón nhận những cái điều tốt đẹp hơn. Với những gì đang diễn ra ở đây thì những thiên thần hộ mệnh đang hứa hẹn cho các bạn những cái điều rất là tuyệt vời chờ các bạn ở phía trước. Cho nên là hãy làm tốt cái công việc của mình. Bạn đang ở trong giai đoạn chuyển hóa thôi. Giống như là bạn cứ tưởng tượng như con bướm ở trong cái con nhộng ở trong cái kén ấy, và nó đang cần phải con bứt phá ra để trở thành một con sâu ấy, à trở thành một con bướm ấy. Xin lỗi mọi người. Nó trở thành một con bướm ấy thì nó sẽ làm trải qua một cái quá trình đau đớn. Nhưng mà các bạn thấy không? Con bướm nó cực kỳ là tuyệt vời, nó cực kỳ là tuyệt đẹp. Nó có thể có đôi cánh để giang cánh để bay. Đó, thì các bạn cũng chính là như thế. Quá trình này sẽ đau đớn nhưng nó để đem đến cho bạn một cuộc sống tốt hơn. Rồi, chúng ta đến với các bạn. Đến với tụ bài số 3, đây là trẻ bé trung, số 2, đây là trẻ bé trung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là thiên thần hộ mệnh muốn nhắn gửi điều gì tới các bạn. Rồi, cái tụ này nó còn rực rỡ hơn cái tụ lúc nãy rất là nhiều. Mình thấy là các bạn đang còn một chút nữa thôi. Bạn chỉ cần một chút nữa thôi là các bạn sẽ có thể là hoàn toàn thoát bỏ được quá khứ rồi. Hoặc có những bạn ở đây đã sống một cuộc sống rất là vui vẻ bình yên rồi. Tuy nhiên còn đôi chút bạn, đôi khi thì bạn bị quá khứ nó kéo lại phía sau. Có thể nó khiến bạn buồn bã, nó khiến bạn đau đớn. Thế nhưng mà bạn hoàn toàn hiểu được ra rằng là nó đã đến hồi kết rồi, nó đã kết thúc rồi, mình chấp nhận cái điều đấy. Và ở đây có một cái lời khuyên nữa dành cho các bạn rất là nhiều, cái là surrender. Tức là hãy đầu hàng cho, hãy để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Tức là có những thời điểm chúng ta phải đầu hàng quá khứ để cho những cái điều mới tốt hơn nó đến với cuộc sống của chúng ta. Đầu hàng quá khứ nghĩa là sao? Chúng ta thôi cái việc kéo nó về hiện tại, kéo nó về dưới tương lai, hãy để cho nó ngủ yên, học bài học từ nó và tiến lên phía trước. Có thể là các bạn cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là vật vã, đau đớn trong câu chuyện tình cảm của chính bản thân của các bạn. Nhưng mình thấy là các bạn đã đi một chặng đường cực kỳ dài rồi. Và mình thấy là cái ngày mà bạn hái quả nó đến cực kỳ là gần nữa rồi. Đó. Và mình thấy là nếu như bạn còn phân vân giữa cái việc đấy là có nên chờ đợi quá khứ không, thì câu trả lời đây là không. Bạn cần phải đưa ra một cái quyết định kết thúc, đóng lại một cái chương cũ. Đó, cái câu chuyện cũ nó giống như một cái bản hợp đồng linh hồn, nó giống như là một cái bản hợp đồng nghiệp quả mà các bạn đã trả hết rồi, thì các bạn nên để cho nó đi. Đó, và các bạn sẽ cực kỳ ngạc nhiên bởi những cái điều tuyệt vời hơn đang đến với cuộc sống của mình. Các bạn đây có là a new relationship blossom, có union đây. Thứ nhất, mình thấy điều đầu tiên mà các bạn đạt được trong cái thời điểm tiếp theo đó chính là các bạn sẽ trở thành một cái người độc lập tự chủ. Có tiền nha. Có tiền nha, độc lập tự do, hạnh phúc, độc lập tự chủ. Bạn thích gì bạn làm đấy. Bạn muốn bạn sẽ học cách được yêu thương trân trọng bản thân của mình nhiều hơn. Đó, học cách được yêu thương trân trọng bản thân này, love yourself first, yêu thương bản thân của mình đầu tiên này. Bạn tìm cá khám phá ra được những cái điều tuyệt vời hơn bên trong của mình. Thay vì trách cứ bản thân thì bạn cảm thấy bạn rất là tự hào về kể cả những cái vết sẹo, kể cả những cái nỗi đau mà các bạn đang trải qua. Và những cái thần hộ mệnh muốn nói với các bạn rằng là đừng bao giờ quên rằng cái sự hỗ trợ ấy vẫn luôn ở xung quanh các bạn. Họ luôn ở xung quanh các bạn. Mình thấy là họ rất là ưu ái các bạn ấy, rất là gọi là ân sủng, rất là kiểu kiểu giống như là yêu ái, vỗ về, chiều chuộng các bạn đấy. Cho nên là nếu như mà các bạn muốn gì thì mình thấy rằng là hãy học cách để cầu nguyện nhé. Mình thấy là nó khi mà bạn cầu nguyện thì nó cũng có thể đến rất là nhanh trong cuộc sống của các bạn đấy. Và ở đây báo hiệu cho các bạn rằng là hãy chuẩn bị cho một cái
chu kỳ rực lửa đang đến với cuộc sống của các bạn. Mọi thứ nó sẽ rất là hừng hực rực lửa ở đây. Mình thấy giống như là các bạn đang làm nốt những cái công tác cuối cùng để đóng lại cái chương cũ, đóng lại hoàn toàn cái câu chuyện cũ để bước sang một cái giai đoạn mới đây, và một cái mối quan hệ nào đó của bạn nó sẽ nở hoa. Và có thể là khi bạn đã trả hết cái món nợ cũ này, bạn sẽ gặp người mới, và cái người mới này sẽ là cái người mà bạn kết hôn. Có thể sẽ có cam kết, sẽ có kết hôn đây. Đó, với một số trường hợp thì mình thấy rằng là nếu như nó liên quan đến công việc ấy, mình thấy các bạn cũng ký kết được những bản hợp đồng lớn, ký kết được những cái cam kết quan trọng trong cuộc trong trong công việc của các bạn. Nhưng mình thấy là nó có thể là bất kỳ điều gì nhá. Ok, nó có thể là công việc, có thể là tình yêu, nhưng mình thấy là giống như bạn đã trả hết cái nợ đời rồi, bạn đã trả hết thứ cần phải trả rồi. Và thời điểm tiếp theo thì mình thấy là các bạn sẽ gặp được chân ái của đời mình thôi, các bạn sẽ gặp được cái người mà các bạn cần phải gặp. Với cái đại union và cái thời kỳ rực lửa đây thì mình thấy rằng là bạn có thể sẽ rất là ngạc nhiên vì mọi thứ nó diễn ra nhanh, và nó một là diễn ra nhanh, hai nữa đấy là nó bùng nổ. Mình thấy có rất là nhiều cái năng lượng của sự bùng nổ ở đây, của cái sự gọi là phừng phừng cháy lửa ở đây. Đó, nó giống như là rất là rộn ràng, rất là tưng bừng ấy, nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Đó. Rồi, tiếp. Thông điệp dành cho tự bài số 2. Thông điệp dành cho tự say thank you. Bạn sẽ phải cảm ơn bởi vì mình đã say yes. Ôi, các bạn có hai là yes đây. Wow. Give it to God. Mình thấy như sau. Mình thấy như sau này, nếu như các bạn đang dự định mong muốn làm cái gì đấy á, mình thấy là bạn sẽ cực kỳ được giống như được tạo điều kiện để làm nó. Mình lấy ví dụ như các bạn định kinh doanh riêng hoặc định làm cái gì đấy riêng ấy, mình thấy rằng là rất là nhiều cái dấu like cho các bạn, rất là nhiều cái đèn xanh được bật lên cho các bạn. Thứ hai nữa, điều mà những thiên thần hộ mệnh muốn nhắn gửi cho các bạn đấy chính là bạn đang làm đúng, bạn đang làm đúng, bạn đang yes, đang làm rất là tốt, hãy cứ tiếp tục làm điều đấy đi. Và họ rất là vui mừng cho bạn, họ rất là cảm thấy cái sự phát triển vượt bậc của các bạn, mặc dù là mình thấy rằng là bạn chỉ còn xíu xíu nữa thôi, một chút nữa thôi đó, thì cố gắng lên, bạn đang đi trên cái con đường để xây dựng một cái cuộc sống tốt hơn rồi đấy đó. Và với những cái thứ mà nó không thuộc về có những thứ nhá, ví dụ như là các bạn không thể biết được đâu là người chồng tương lai của mình, đâu là người vợ tương lai của mình, thì mình thấy rằng là hãy hãy trở thành một cái phiên bản tốt nhất. Bạn không cần phải quản người đấy là ai, bạn không cần phải quản người đấy bao giờ tới, mà hãy để điều đấy, hãy để cho những cái sắp xếp đấy cho vũ trụ, cho những thiên thần hộ mệnh, họ sẽ sắp xếp giúp bạn, đặt vào đúng chỗ giúp bạn. Cái điều quan trọng là chúng ta nên học được bài học, ngoan ngoãn học được bài học và đưa cái con người của mình phát triển hơn. Đó, thì họ sẽ đưa đến những cái sự sắp xếp nó đâu vào đó đúng chỗ. Rồi mình muốn tìm hiểu về cái a new relationship blossom ở đây nó như thế nào. Cụ thể sao? Mình thấy nhiều bạn đây á, trả hết cái món nợ tình cũ hoặc trả hết một cái món nợ nào đấy là bắt đầu chuẩn bị kết hôn này này, yêu một người, gặp một cái người nào đó phù hợp với mình mà có thể là sẽ kết hôn đấy. Thông điệp dành cho tụ bài số 2. Thông điệp dành cho tụ bài số 2. True love, to express your love. Mình thấy rằng là các bạn trước đây á, có thể khi mà các bạn gặp cái người, gặp những cái mối quan hệ trước đây, các bạn yêu rất là nhiều người chẳng hạn, mình không cần biết là bạn yêu bao nhiêu người và yêu sâu đậm đến đâu mình không biết, nhưng nó dường như luôn bị chặn lại, nó luôn bị ngăn lại. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là dấu hiệu mà vũ trụ gửi đến cho các bạn, đấy chính là ồ, không phải là người này đâu, đừng đừng đừng, kiểu kiểu thế. Thế nhưng mà khi các bạn gặp cái người mà các bạn cần phải gặp ấy, mình thấy rằng là ui dồi ôi, có rất là nhiều cái dấu hiệu cho các bạn thấy, họ có thể gửi cho bạn rất là nhiều dấu hiệu, như các bạn nhìn thấy chữ yes, say yes, rồi là dấu like, rồi là rất là nhiều cái dấu hiệu cái việc đấy là mọi người vũ trụ rồi những thiên thần ấy họ đồng tình với cái sự lựa chọn này của các bạn, bảo đây đây đúng rồi, đây mới chính là người mà bạn cần tìm này đó. Còn trước đó là họ sẽ gửi một đống những cái đèn đỏ, những cái cảnh báo cho các bạn. Đó, có thể họ mọi người cứ xua tay, mọi người xua tay, đứng ở đằng sau xua tay cho các bạn là ui đừng 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 chọn cái người này, nhưng cuối cùng bạn vẫn chọn họ. Và sau đó thì bạn 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 nhận lấy một cái bài học cho chính bản thân của mình. Ok, tất cả những cái sự trải nghiệm này không bao giờ là thừa thãi, chúng ta học được bài học đấy là điều tốt. Nhưng mà mình thấy sẽ đến lúc các bạn gặp được cái lựa chọn đúng. Và nếu như các bạn dấu hiệu ở đây nhá, thiên thần hộ mệnh nói các bạn nhá, đây là cái sự wow, hồng nguyên đây là soulmate của các bạn, rất là tuyệt vời.
Còn đâu đối với cái câu chuyện cũ ấy, mình thấy là cái người cũ đấy họ có thể đeo mặt nạ với bạn, họ không xứng đáng với bạn đâu. Nhưng mà cái người mới này thì họ sẽ đến với bạn và bạn sẽ cảm nhận được cái kết nối sâu sắc thực với cái người này. Và mình thấy nhá, có thể bạn sẽ yêu cái người này một cái mà bạn cảm thấy tất cả mọi thứ nó đều vào đúng chỗ và nó đều kiểu suôn sẻ một cách lạ kỳ. Không hiểu sao trước kia thì cứ bảo là ôi sao mình là đận tình duyên thế. Thế nhưng mà khi bạn gặp được cái người này, bạn cảm thấy mọi thứ nó suôn sẻ lắm. Nó không có bất kỳ một cái rào cản nào đâu. Mà kể có rào cản đi chăng nữa thì nó cũng bị đẩy hết ra đằng sau à. Kiểu gì đều giải quyết được hết. Còn lúc trước chỉ cần một cái xíu xíu nhỏ nhỏ thôi là cái mối quan hệ đấy nó đã có xu hướng là có thể tan ra rồi. Thế nhưng mà cái mối quan hệ tiếp theo này của các bạn, mình không rõ họ là ai, cụ thể ra làm sao. Bởi vì thôi cứ để cho vũ trụ rồi những thiên thần họ sắp xếp cho các bạn nhá, xem người đấy là ai nhá. Người ấy là ai không tìm hiểu được, chỉ tìm hiểu được đến thế thôi. Rồi tiếp xem nào, thông điệp dành cho tụi bài số 2. Ơi ôi cái tụ này lắm tình yêu thế. Trời ơi. Thế cho đây là nha. Hãy đầu hàng quá khứ đi, để cho nó thuộc về quá khứ đi, chôn nó đi và cho những cái điều mới tốt hơn nó được đến với cuộc sống của các bạn. Cái người mới này là một cái người mà wow, các bạn sẽ cảm thấy như là có được rất là nhiều cái sự đồng cảm với nhau. Hai người đồng cảm với nhau lắm, mà họ đồng cảm với những cái nỗi đau mà bạn có lắm. Nói chung là bạn sẽ cảm thấy kiểu mình đã yêu rất là nhiều lần rồi, thế nhưng mà mình cảm thấy đây sẽ là cái lần yêu mà đây sẽ là cái lần yêu mà thực sự đúng là cái từ yêu thực sự đấy. Bạn sẽ cảm nhận như vậy đấy, một sự đồng cảm, một cái sự kết nối rất là sâu sắc giữa hai người. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đóng lại, không đét đi, không đóng lại cái quá khứ đi, không kết thúc mọi thứ đi, kết thúc những cái thứ nó không phục vụ cho cuộc sống của mình đi, để tiến lên phía trước. Và mình thấy bạn xứng đáng với những cái điều này nha. Đó rồi, đấy là những cái điều mà thiên thần hộ mệnh nhắn gửi cho các bạn. Chúng ta chào các bạn đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với cái câu hỏi đó là với câu hỏi đó chính là thông điệp mà thiên thần hộ mệnh gửi đến bạn là gì. Thì đối với cái tụ bài số 3 này, mình thấy như sau. Cái điều đầu tiên đây cần phải chú ý này, điều đầu tiên này quan trọng đây này, đó chính là đừng vội vàng. Đừng vội vàng hành động và đừng vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định gì ở thời điểm này cả. Nếu như mà bạn rơi vào tình huống đấy, chính là cho dù bất kỳ điều gì nha, công việc, tình yêu hay là bất kỳ điều gì nha, mình thấy bạn phải chậm lại. Bạn cần phải để cho mọi thứ có thêm thời gian để bạn có thể thu thập được thêm thông tin thì bạn mới có thể đưa ra cái quyết định đúng đắn được. Và đặc biệt nếu như câu chuyện liên quan đến câu chuyện tình cảm là bạn đang phân vân giữa hai đối tượng nào đó, hoặc là một hay là trong rất là nhiều đối tượng nào đấy, mình thấy trong số tất cả những cái đối tượng đấy ấy, mình thấy chưa có ai là cái người thực sự dành cho các bạn đâu. Bởi vì cái người thực sự dành cho bạn ấy, họ còn đang đến trên cái hành trình tiếp theo của các bạn cơ. Thì cho nên là ở đây ấy, giống như là những thiên thần hộ mệnh đang kiểu từ từ đã chưa đưa ra quyết định vội vàng vội đó. Và mình thấy rằng là bạn mà cứ hành động vội vàng á, thứ nhất là cũng chẳng hành động được, thứ hai nữa đấy là nó không đi đến đâu cả, thứ ba nữa nó có thể gây thiệt hại cho các bạn đấy. Thế nên là mình thấy là bạn cần phải chậm lại ở thời điểm này, bạn cần phải nghe ngóng thêm tình hình ở thời điểm này. Và thêm một thời điểm này nữa thì mình thấy là có vẻ là thời điểm này các bạn cũng đang rất là yếu lòng. Có những bạn thì khá là mong muốn có một mối quan hệ, có những bạn thì thôi kiểu méo mó có hơn không, có những bạn thì bảo ôi em ế nên em muốn vợt một người đấy, kiểu thế. Nhưng mình thấy là đừng làm thế. Những thiên thần hộ mệnh của các bạn bảo bạn đừng làm thế. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy rằng là cuộc sống của các bạn ý, cần vượt qua cái giai đoạn này trước đã. Sau cái giai đoạn này bạn cảm thấy bình ổn hơn với bản thân của mình một chút ý, thì mình thấy rằng là những cái diễn biến tiếp theo, những cái bánh xe số phận ấy, nó sẽ quay, sẽ có những cái chuyển biến đến với cuộc sống của các bạn sớm thôi. Và mình thấy là bạn sẽ gặp được cái người mà bạn cần phải gặp. Họ đang đến nhưng mà họ đang mới ở cái dạng ý thức thôi, chứ họ chưa ở cái dạng vật lý là có thể bạn hiện diện trên cuộc sống của các bạn được. Đó. Và mình thấy rằng là đấy mới là thực sự là cái cơ hội. Đó có thể là công việc nữa, nó cũng có thể là công việc nha, hay bất kỳ điều gì nha. Đấy, thì mình thấy đó mới là thực sự cơ hội dành cho các bạn. Đó. Và đừng có vội vàng gì ở đây cả. Hãy biết rằng là bạn và những cái người bạn yêu thì luôn được an toàn. Những thiên thần hộ bệnh ấy, họ không chỉ bảo vệ bạn đâu, mà mình thấy là họ còn bảo vệ những cái người mà bạn yêu thương xung quanh trong cuộc sống của các bạn nữa. Và mình thấy họ vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Họ sẽ dẫn đường cho bạn, họ sẽ chỉ đường cho bạn. Họ có thể
bạn có thể tự nhiên nhận được cái thông điệp thông qua những cái trải bài này của mình này, hay là bất kỳ một nơi nào đó mà bạn đó, bạn xem được một cái trải bài nào đó ấy. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Thì mình thấy là nó sẽ truyền tải một cái thông điệp nào đó mà các bạn cần phải nghe. Đấy. Mà mình thấy là bạn phải hết sức tỉnh táo thời điểm này. Tốt nhất là thời điểm này bạn nên đi một mình thôi. Một là đi một mình thôi, làm một mình thôi. Dành thời gian để suy nghĩ kết nối hơn với bản thân, và thậm chí là để healing, để kết nối sâu sắc hơn với trái tim, với bên trong, mà chữa lành những cái tổn thương mà các bạn có. Và giống như là khám phá cái con người thực sự bên trong. Turn on your love light, tức là bật cái công tắc của tình yêu và ánh sáng trong chính bản thân của các bạn. Hãy giữ vững niềm tin rằng là bạn vẫn được an toàn, bạn sẽ gặp được cái điều mà mình cần phải gặp, những cái điều tốt đẹp hơn. Còn đừng đưa ra vội vàng gì trong số những cái người, nếu như đặc biệt bạn liên quan đến tình yêu mà đang kiểu muốn lựa chọn ai đó để thay thế, để lấp chỗ trống, hoặc là để méo mó có hơn không ấy, mình khuyên các bạn đừng làm như thế. Bởi vì những thiên thần họ hộ mệnh, họ không đồng ý bạn làm điều đấy đâu. Rất là nhiều dấu hiệu của cái việc đấy chính là chậm lại, go slow take time. Bạn cần có thêm thông tin, bạn cần có thêm thông tin, và sắp tới sẽ có người đưa đến những thông tin cho các bạn. Có thể các bạn sắp chuẩn bị chọn cái anh A này rồi, bởi vì là bạn cảm thấy rằng là à, chắc đây là thôi thì thôi, yêu tạm kiểu thế, hoặc là chọn tạm. Thì sắp tới bạn sẽ nhận được thêm thông tin để bạn có thể đưa ra cái quyết định rằng là à, người này có vấn đề, và mình sẽ, có lẽ là mình sẽ không chọn họ, kiểu như thế. Thì mình thấy ở đây là đừng có vội. Mọi thứ sắp tới sẽ chuyển biến trong cuộc sống của các bạn, nó sẽ thay đổi. Nếu như bạn cảm thấy ra là nó buồn chán quá, muốn có một sự thay đổi, mình thấy nó sắp tới rồi, nhưng mà nó đang cần thêm thời gian một chút nữa. Khởi đầu mới đang đến với cuộc sống của các bạn. Như mình nói thì nó có thể là bất kỳ điều gì nhá, tại vì ở đây có rút tình yêu nữa, có lá tình cảm nữa, thì nó có thể rất là nhiều trường hợp khác nhau. Đại loại là với cái tình huống thời điểm hiện tại thì bạn không nên hành động vội vàng. Đó. Hãy nhìn mọi thứ ở một cái góc độ cao hơn, một cái góc độ rộng hơn, giống như là một cái bức tranh rộng lớn hơn ý. Đó. Giữ tầm nhìn của bạn. Đấy, nói chung là nó liên quan đến cái sự tỉnh táo, liên quan đến cái sự làm chủ cái cuộc sống, cái vấn đề của các bạn, nhìn nhận mọi thứ. Có một cái vấn đề cá nhân là sẽ được giải quyết. Đó. Và mình thấy là sau cái giai đoạn này các bạn sẽ tỉnh ra rất là nhiều. Các bạn sẽ kiểu giống như là thức tỉnh này, các bạn sẽ học được nhiều bài học này. Vì suýt chút nữa mình đã lại bước nhầm đường kiểu như vậy. Cho nên là những thiên thần hộ mệnh mới cho bạn nghe được cái thông điệp này. Đấy là từ từ đã, đừng làm gì vội vàng thời điểm này cả. Kể cả công việc, tình yêu hay là điều gì đấy thì từ từ đã, chưa hành động được, chưa làm được đâu. Bởi vì nó chưa phải là thời điểm đúng, chưa đúng lúc. Miracle, phước lành, phép màu. Phước lành, phép màu. Rồi các bạn có healing. Các bạn có lá healing ở đây. Lá này nó bị tuột ra. Thế là rất là bạn đang cần rất là nhiều thời gian để chữa lành đã. Nhiều bạn đây mình cũng có cảm tưởng như là bạn vừa trải qua một cái nỗi đau đớn nào đó, lớp tình yêu lại nhảy ra một lần nữa. Có thể là bạn vừa trải qua một cái nỗi tổn thương nào đó, và các bạn kiểu rất là mong muốn tìm kiếm một cái người để lấp ngay, thay thế ngay vào cái chỗ trống đấy. Kiểu như vậy thì mình thấy là không lên đâu. Bởi vì điều đấy, bạn càng làm điều đấy, bạn sẽ càng tổn thương thôi. Và bạn sẽ tra học được cái bài học gì từ cái câu chuyện cũ cả. Cho nên cứ dành cho mình thời gian nghiền ngẫm đã, suy nghĩ đã, thậm chí là bế quan tỏa cả, ngắt kết nối với một số người không cần thiết đi, cho mình cái sự bình yên đã. Bởi vì khi bạn trải qua một mối quan hệ nào đó nha, mà bạn kiểu tra nhận ra được cái vấn đề, tra học được cái bài học từ cái câu chuyện đó mà các bạn kiểu đã muốn tìm quên trong những cái mối quan hệ khác ấy, thì có lẽ là bạn sẽ phải học lại cái bài học đấy nhiều lần nữa. Yeah, competition. Mình thấy là bạn cần phải có một cái sự tĩnh lặng đã. Đây là khoảng thời gian mà vũ trụ cũng như thiên thần hộ mệnh họ sẽ giữ bạn trong cái việc đấy, là bạn có thể là bạn chả làm được cái gì đâu, muốn làm mà chưa làm được, bởi vì họ đang cần bạn có một cái sự tỉnh táo sáng suốt, giữ cho bạn bình tĩnh trở lại, kiểu như vậy.
giống như nhá, bạn 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 chạy, bạn là một vận động viên, bạn đang chạy rất là nhanh và bây giờ bạn từ 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 bạn giảm tốc độ, bạn phải từ từ giảm tốc độ và bắt đầu là bạn đi bộ dần dần hoặc là bạn bạn đứng tại chỗ để bạn thở, để bạn hít thở thật là sâu đã, kiểu như vậy á. Chứ không thể là bạn vừa đi một cái chặng đường chạy như thế, bạn đã đang đang ở cái giai đoạn dừng lại rồi bạn lại chạy tiếp thì bạn sẽ rất là mệt. Nó có thể gây đến những cái biến chứng khác nữa. Nên là bạn giống như là vũ trụ đang cố cầm chân các bạn từ từ. Rồi. Mình thấy rằng là sau cái giai đoạn khó khăn này, sau cái giai đoạn mà nó chưa được rõ ràng này này, thì mình thấy rằng là bạn sẽ nhận được dấu hiệu từ vũ trụ và từ những thiên thần hộ mệnh cổ vũ các bạn là bạn nên làm gì, bạn nên chọn con đường nào. Sẽ có dấu hiệu gửi đến cho các bạn, có thể thông qua giấc mơ, thông qua những cái thông điệp mà các bạn nghe được. Near future, trong tương lai gần. Tương lai gần. Mình thấy là mọi thứ trong tương lai gần ấy, bạn muốn đưa ra một cái quyết định gì đấy mình thấy là sẽ chưa thể làm được đâu, nhưng vào một cái thời điểm đúng thì bạn sẽ có một cái quyết định sáng suốt cho bản thân của mình nhá. Rồi. Đấy là tụ số 3. Cảm ơn các bạn lắng nghe, nhớ like đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye.